Xin chào cô chú chị và mọi người ạ. Chúc cả nhà mình có một ngày luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn ạ. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chỗ nhà trưởng thôn già này cô bác ơi. Đây là cái căn nhà cũng công trình của các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ ủng hộ. Phần lớn là anh già anh ấy tự tay anh ấy thiết kế cũng như là về phần bắn mái tôn các thứ như này này. Nhìn cũng khá là đẹp cô bác ạ. Đấy, hiện tại thì bác ấy đang hàn xì nhá. Đây, cô chú anh chị để ý những cái cột điện này đấy. Lâu lâu có tiếng re 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 này, tức là bác ấy đang hàn. Bác ấy ngày hôm qua mới đi viện về, không biết là tình hình bệnh tật như thế nào, nhưng mà hôm nay là đã thấy đang lọ mọ sửa máy nổ bên kia. Thấy là công việc gì cũng thấy làm được luôn á cô bác. Mình sẽ đi vào thăm qua một tí ha, xong rồi mình sang bên kia. Máy nổ là bị gần như là cũng hơi lâu rồi, đâm ra là đến bây giờ là nó cũng bị trục trặc rồi. Thế nên là anh ấy là cũng tự mua đồ về để mà sửa chữa ngay tại cái chỗ bái này. Sau khi sửa chữa xong thì cái công trình của những mạnh thường quân giúp đỡ ủng hộ trong 14 căn nhà đấy thì sẽ tiếp tục là làm tiếp các bác ạ. Bởi vì là mấy hôm nay là máy móc nó đang bị trục trặc. Đây là về phần cửa mái nhà của anh già này. Bên trên thì anh ấy thiết kế là làm cái mái tôn xốp của bác ạ. Cái hiên về đến đây này, tôn xốp, còn đâu ở bên dưới là anh ấy thiết kế làm một cái gọi là cái này là cái tôn thường thôi. Anh ấy bắn như thế này để chống mưa chống gió kiểu như thế. Nói chung là nhìn cũng khá là bắt mắt. Còn 2-3 tấm nữa lợp chưa xong, nhưng mà hiện tại anh ấy đã đi vào trong kia để mà sửa cái máy nổ rồi. Ở ngay bên trong kia là nhà chú Lũ nhỉ. Đi vào trong này xem bác ấy lọ mọ một tí, xong rồi hỏi xem là tình hình sức khỏe của bác ấy hôm qua đi khám chữa như thế nào. Đây nhà vệ sinh. Lũ ơi, đây phải dây điện của mình mua về để làm dự án chỗ nhà mình kia không? Phải. Dây to thế này đúng không? Mưa sẵn này không có dây kéo, không nghiền đá, đi hàn máy kia. Hiện tại thì kênh của... Mưa rồi chưa? Hiện tại thì kênh của em Linh Văn Bé đang có một cái dự án, đó là kéo được thu được khoảng tầm bao nhiêu nhà là người ta cùng nhau gộp vào? 13 nhà. Sau khi mà giảm bớt một chút về cái dịch bệnh Covid ấy, thì sẽ có một số cán bộ ở trên xã, người ta chuyên về cái đường điện này, thì sẽ lên trên này để chuẩn bị là làm một cái dự án nữa. Thì một cô giấu tên, cô ẩn danh, thì cô có hỗ trợ cho bà con là ở khu nhà em Lúa này là đường điện cô bác nhé. Đấy, nói chung là hỗ trợ dây, và dây thì mình đã mua về đây rồi. Hôm nay thì bác trưởng thôn già bác cũng lấy về để làm tạm qua trước ở đây. Dây này rất là to nhá. Đây này, dây này phải nói là bằng ngón tay cái luôn đấy cô bác. Đây, đấy, dây này là 48.000 một mét. Khá là đắt nhưng mà được cái là nó cũng rất là đẹp. Nói chung là tiền nào của nấy của bác ạ. Nhưng mà đến cái vấn đề này thì em mới bắt đầu là dở cái biên lai ra. Còn bây giờ là do là lần dịch Covid thì người ta cũng chưa có cái người đến đây để mà đi giám sát đấy. Mặc dù là dây điện các thứ giấy tờ mình đã làm rồi, nhưng mà phải có một người từ nhà điện đi theo để gọi là giám sát cái quá trình bà con kéo điện nó có đảm bảo được cái an toàn cho bà con không, thì họ mới cho kéo, cũng như là họ lắp mới lắp cho cái công tơ riêng. Bởi vì là dân mình không thể tự kéo được. Dân tự kéo thì tự kéo có thể là kéo khi mà đến cái khu tổng đấy thì là bà con sẽ chuẩn bị là khác người khác kéo về nhà thì được. Nhưng mà một khi mình đã sử dụng và làm một cái kế hoạch như thế, cả mười mấy 20 hộ như vậy thì bà con sẽ phải, mình gọi là phải nói là có những cái ban ngành người ta đến đây khảo sát các thứ đàng hoàng thì mới có thể là cái công việc ấy nó mới trôi chảy được. Bác ấy hiện tại là đang sửa cái máy ngay đây. Tức là dự án 14 hộ đấy thì hiện tại là đang khởi công đến cân thứ 1 đã xong này, 2 này, 3, 4, thứ 5 của bác ạ. Đang làm căn thứ 5. Và căn thứ 6 thì ở ngay bên này, không biết là hôm nay có xây hay không. Tuy nhiên là đi chia sẻ nhiều ấy thì nó cũng có đôi khi nó cũng thành nhàm chán các bác ạ. Thì lâu lâu em cũng đến đây và cập nhật cho các bác thôi. Chứ còn ngày nào hoặc là từng cái viên gạch thì
tận mười mấy nhà thì ngày nào em cũng chia sẻ, thì đôi lúc những cái quá trình mình làm cũng như là cô bác anh chị xem nó cũng có một chút gọi là buồn buồn, không được hấp dẫn cho lắm ấy. Thêm ra là em cũng thôi thì để 2-3 hôm em đến một lần. Đây, đường điện to nhá, cực kỳ to nhá. Em cảm giác như là còn dây này nó to không khác gì cái dây của Ba Pha người ta đây đâu. Dây Ba Pha đây, dây Trần nhỉ. Chào mọi người nhá. Ây da, bác lại về hàn xì đây rồi. Nắng quá. Rồi tạm cái áo ở đấy. Chào bác nhá. Chào anh nhá. Vâng. Ây ơ. Làm bài gì đây? Khổ đấy. Khổ thế. Tháo được nên là phải không tháo được à? À tháo khó quá, vì cái ốc nó chưa dễ hết đấy. À. Thì là chuẩn gen rồi anh. Bây giờ mình cắt ốc à? Không phải, cái chỗ này nó bị bục à? À bục ra rồi, nó nứt ra luôn hẳn luôn đấy. Ừ. Bây giờ phải làm. Ui, anh tháo vào đung bét này ra hết này cơ à? Vâng ạ, tháo để bây giờ đang thiếu cái gioăn. Cái gioăn nước. Gioăn nước à? Vâng, cái gioăn ở cái. À. Cái gioăn đấy nó bị thủng đấy. Gioăn sáng nay em mua vào kia không phải à anh? Không phải, gioăn đấy là gioăn đầu ngoài ngay ở trên đầu bồ thôi. À. Đó là nó ở cái này ở trong. Ừ. Đấy, ba cái ai dạ. Đa tài rồi đấy, không ngờ bác ấy lại còn sửa được thêm cả máy nổ nữa. Anh ơi, em vừa kéo cái gì ra đây, không biết là có bị được việc gì không? Mình không biết nhưng mà được cái là cũng ham học. Cứ thấy người ta sửa chữa cái gì là cũng thích ngó xem, nhưng mà cũng có biết cái gì đâu. Bác này cũng được cái là chịu khó đấy nha. À, tình hình bệnh tật như thế nào mà bác đã ấy rồi, đã đi về đã làm này rồi? Nhưng qua đi khám về thấy bác sĩ bảo là về xong là mua thuốc để uống ở nhà thôi, nên là anh về anh uống à? Vâng. Rồi anh cứ làm một tí đi, xong rồi để tí nữa ra đây xong rồi anh em hỏi chuyện một tí. Vâng. Ừ. Đây chắc là còn mỗi nhà này là chưa nghiền thôi. Vâng. Có nhà này. Nhà của nhà cuối à anh? Cuối cùng đấy. Vâng. Đây. Hôm nọ là cũng đưa, hôm nọ em đưa cho chứ là bao nhiêu tiền đi nhỉ? Em quên mất là lâu lâu rồi anh. Một triệu. Một triệu. Đi để sửa chữa, mua chút đồ về sửa chữa cái máy nổ này. Thì anh già anh bảo là cứ đi mua về để mai mốt là anh ấy sẽ lắp đặt một tí. Ây da, bốn người. Hả? Này, cái gioăn này này. Đây 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 đây. Cái loại này mới đúng đúng này. Ờ. Nó có đồng ở đây. Cái đồng ở trong đấy. Đây. Sáng nay anh đã dặn bằng bảo là mua về là đúng. Cái gioăn mặt mấy mà nó không phải mặt ngoài mà trong ấy, dơ nước ấy. À. Thì nó bị thủng này, nó bị thủng thì nước nó sẽ cái nhớt nó bơm nhớt trong thì nó sẽ thò ra ở mặt trên cái bình nước ấy. Thì máy nó không làm được. À. Tháo ra là nó bị hỏng này, xong là thay cả. Hôm nọ là anh gọi cho anh bảo chú mua người đi 1 triệu cho chú. Ừ, mua được cái gì nhiều anh? Mua đây này. Mua được cái này. Một cục này, vừa lắp xong ở trong này. À. Vâng. Tức là bây giờ mình phải thay cục này. Vâng, thay rồi đấy. Thay anh bác thay xong đấy, rồi. Đấy, thay xong rồi trong này thay rồi. À. Với lại quả xếp măng. Quả xếp măng. Vâng, bạt biên. Biên là cái nào anh? Bạt cái bạt biên. Biên ở trong ấy, còn nếu mà thay biên nó còn hơn. Ừ. Thay biên là phải hơn 1 triệu 6 triệu mấy nữa. Nên là thay cái bạt biên, bạt cái bạt biên này. À. Cái này là gọi cái bạt biên. Ồ, như thế là bác là những cái này trước bác đi học sửa đâu? Trước thì máy nổ nó to, đồ to dùng dễ mà. Ừ. Cái đồ máy nổ này nó kiểu là tháo cái củ này ra thì trong cái có cái khung to đùng chả có cái gì. Ừ. Gọi là có chỉ có mỗi khung thôi nhỉ? Mỗi khung, mỗi bà biên và tay biên này. Xong là cái này thôi, quan trọng cái này này. Chú ý là cái này. Bây giờ là mình đang đợi một tí là lấy cái này đúng không? Mỗi cái này thôi, phải chạy ra huyện.
Thế là sáng nay mua phải không đúng, mua cái này này. Sáng nay mua đúng này, đúng nhưng mà đúng cái này. Là cái này. Ờ, sáng nay mua cái này này. Cái giàn này này. À, giàn đây, đây này. Sáng nay mua cái giàn đúng cái giàn này này. Thế là em mang lấy đi đâu rồi? Lấy để trong nhà. À. Hai cái liền đấy. Em mua hai cái mà em bảo đấy. Là sợ không lấy thì em mua lấy hai cái. Cái này nó có là doan nhất nhất thôi. Ừ. Là doan nhất. À, anh bảo doan đầu bò thì không, anh bảo doa từ rất là cái doa này là doa trọng ra ngoài nhá. À. Cái này là cũng là doa ở trong gọi là mặt nước ấy. À. Cũng là từ ấy đầu bò. Thì hôm nọ là mua là đây này. Hôm nọ mình mua là mua cái này mà hôm qua là mua cái này này. Đấy. Doan nước. Ừ, mua chỉ mới doan bình nước thôi. Người biết người không ấy. Anh ra ở trong này cứ dặn em là hôm đầu bảo là dặn lấy doan nước. Không, ông đầu. Dặn, quá dặn. Lấy doan nước, em lấy cái doan nước này vào không phải. Thì sáng nay lại anh không, dặn cái này người ta gọi là doan nhất này. Ừ. Đấy. Thì thế là sáng nay thì người gọi anh ấy gọi chú không được thì anh ấy gọi cho bàng bảo là ê mua cho nhớ mua nhá dương. Doan mặt nước, tức là doan này là doan ở tùng ghế đầu bộ cái hơi ra là cái doan nước. Ừ. À, còn trên đây là doan nhất này. Ừ. Doan nhất. Sao đây mùi mà ôi nhìn phát là không được rồi. Không được phải. Thế đâu đâu để em xem để em cập nhật cái số tiền vào cho các cô. Tức là hôm nọ là mình mua được cục này nhưng mà vâng. Là hiện tại là đã lắp vào đây rồi đúng không? Đây đây đang mới này này. Vâng vâng. Để đấy. Cả cái này à? Vâng. Cả cái yêu đúng rồi, cả cái này. Ừ. Cái này là mới riêng. Nó có nhưng mà nó không có một cái bà biên, phải mua riêng là vâng, vâng. Bác chú bảo là hết là 920.000, còn thừa 80.000. Còn thừa 80.000. Vâng, thừa 80.000. Để em còn biết em cập nhật cái sổ sách ấy. Vâng. Thì bác chú bảo là thiếu à thừa 80.000 đâu. Còn đâu thì những cái đồ này là không, nếu mà như thế thì em tính cả dây này vào cho là 1 triệu đi. Dây chưa mua, dây lúc nãy vừa gọi đấy. Bao nhiêu? Anh vừa gọi bảo là một dây là hình như hai dây 300.000. 300. Đó là mua tùm mù thôi nhá. Mình có cỡ kích thước để tăng thì là anh mua tùm mù, nếu không được anh thổi ra một tí đây. Anh mua đã mua là thừa trước kia chạy là 110. À. Đấy, là chạy dây có loa là thường máy nổ là máy nhiệt bột là 110. À. Chạy nó mới khỏe thì anh bảo anh cũng á chừng là cái này chắc khoảng 110 hoặc là 108. Thì mình cứ mua về xong là nếu mà ngắn thì mình lại thổi một tí ở đây thì lùi lại cái máy vào trong. Vâng, còn ngày mình tăng lên. Vâng. Giờ em tăng lên đấy. Ừ. Thế cái này bây giờ chỉ còn có thêm cái đấy nữa là mình có thể là hoạt động được rồi. Đúng rồi. Là làm nốt được đúng không? Đây có loa là đã chạy, tức là bột đá là phải chạy hai. Thiếu cái này nữa. Đấy, thiếu một cái này là lại ổn rồi. Ừ. Thế này chính ra là bắt đầu đến cái nhà cuối cùng này là máy mình bị trục trặc à? Là vâng, từ bên trên kia? Từ bên trên kia cũng hơi trục trặc đấy. Ừ. Tức là cố vẫn chạy để như cố chạy được nhưng mà hôm qua về đến đây là nhiệt độ một tí ở dưới này này. Ừ. Đấy, nhiệt độ một tí đây là các bác nhiệt bò bảo là ô thấy nhất chảy thổi ra này là tức là ra những mép bình nước đây này đây nhất ở đây nhất là chạy ở đây đấy, mình bình kia tức là cái độ động cơ nhất là phải thu ra ngoài để hoạt động với cái đầu bò này. À. Thì cái này không, cái nước vẫn có nước nhưng mà không được thủng. À. Đấy, cái do nó bị thủng là nó sẽ đây này nó thủng như này thì à. Nước sẽ lấn với nhất à, là nó sẽ không nổ được, nó không nổ được. Nổ một lúc là phải chết tắt máy. Lại bị tắt máy. Vì cái nước nó hoạt động vào trong cái máy, cái động cơ dầu đấy. Vâng, vâng. À, nên là không có cái độ trơn nó không thể được. Vâng. May quá cái tay bia nó không bị làm sao. Ờ, cái bình nhất em mua cái anh, à, ai chở đi đâu rồi? À, đang ở trong nhà anh, dưới nhà anh, lúc nãy thấy em chú lúa về chở vâng, nhà. Vâng. Không để em cập nhật thêm cùng một thể luôn đấy. Vâng. Thì là cho là cái này là 920.000 đấy. Với lại thùng nhất là 650. Sao là đợt trước mình mua 450 hay sao phải không anh? Ờ bây giờ cái gì cũng lên giá. Và cái gì cũng lên giá. Em sáng nay em còn cãi nhau với nó một trận em bảo là sao là thấy anh em đi làm này cứ lấy dây đắt hay sao lại lấy tự nhiên trước em mua một can của một sách nhớt này của bác ạ. Vâng. Em mua lấy một can có 450. Đợt đấy chính xác mình nên mua máy này luôn này. 450 đúng không? Ừ. Là ra một sách về là với còn này. Ừ, để dùng đến bây giờ là hết rồi. Đúng rồi hết. Thì sáng nay anh già cũng dặn em bảo là lấy thêm một sách nhớt vào để vâng. Bởi vì là cái dự án này nó còn nhiều lắm. Nhiều. Hiện tại là có 14 nhà ấy, thì trong khi đó là đây cũng là nhà chót nghiền bột rồi, những cái nhà khác là hiện tại là cũng đang dục dịch là đóng gạch cũng như là triển khai dần đấy, cũng làm một lúc đâm ra cũng không chia sẻ được hết. Vâng. Đâm ra là bây giờ hiện tại còn một nhà này. À, cuối cùng nhà và thứ 10. Nhà thứ 10. Thứ 10. À, ở bên dưới kia là còn 3 4 hộ nữa, với lại một hộ mới hôm qua nữa. Đúng rồi, là họ tiếp theo là cũng phải chủ động cái máy. Anh ấy bảo là mình may quá mình còn biết làm. Đã làm dở cái máy nhà đằng hiên đằng sau của anh đang bán vích dở thì các bác bảo là
làm luôn đi, tí thử chạy thử xong may là bắt đầu biết làm ấy. Vâng. Thì anh em vừa tháo lắp cái này xong là còn hạt thêm một tí này nữa. Ừ. Thì mai là bắt đầu mới làm. Đây còn chắc làm một hai, chắc nhiều khoảng hai ngày là xong. Cái tình hình bệnh tật anh thế nào, anh cập nhật một tí cho các bác anh chị người biết. Bệnh tật thì hôm qua đi khám thì bác sĩ cũng bảo là có ảnh hưởng một tí, gọi là chạy máu một tí ở trong phổi. Ở trong phổi á? Vâng, thì bác ấy đã kê đơn lấy thuốc ra uống. Uống thế có người nó không có đau, cả nam đau không đau, nhưng mà nói chuyện to thì cũng cả thế vẫn chưa được thoải mái lắm. À. Vâng, còn cái đau đằng sau thì vẫn thấy đau, còn ngực này thì anh thấy đỡ hơn. Đỡ hơn. Nhưng mà bây giờ vẫn đau ở đằng sau à? Vâng, ngực đằng sau này là thấy đó. Đây, ở đoạn này á? Vâng, đây. Nhưng mà cái này là cái ngã xuống mà. Ngã ngửa. Nhưng mà chắc là em nghĩ là chỗ này là nó dập thôi. Dập, đúng rồi, bị dập. Bị dập xuống bao gạch ấy. Vâng, anh đi khám thì... Nhưng mà trong người có làm bị sao không đã? Sao, bảo là thấy ra một ít máu gọi là chạy máu cái gì không được tốt lắm, bởi thế. Ừ. Thế là kê đơn bảo là mua thuốc uống khoảng 6-7 ngày là được, đỡ. Ừ. Xong là nó còn khám anh, bảo anh lại bị dính ga nhiễm mỡ. À, gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ đấy, anh bảo thế thì phát này chắc không được ăn cái gì. À, thế là kiêng nhiều thứ phết đấy, vâng. Người gan nhiễm mỡ, nhiều người bị lắm. Đúng rồi. Ừ. Anh cũng nghi ngờ là chắc anh đi như vậy thì chắc cũng bị một tí. Xong là khám xong bác sĩ bảo chú thì bệnh thì cũng có đấy. À, còn hôm qua ngã thì không sao, kê đơn đi thì uống được, nhưng mà sau cái này là phải đi mua thuốc uống. Gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ. À. Thế bảo có bảo kiêng gì chứ, bảo bác kiêng. Không gì? Bình thường kiêng mỡ, không ăn thịt mỡ béo. À. Ăn thì bình thường thì ăn được, còn thịt béo thì hạn chế đi. Không nên ảnh hưởng đến tai biến. Ô, nên thế anh. Tên là tai biến à? Ờ, dân mình bảo là không cẩn thận là bị tai biến. Ấy. À. Như vậy. Còn cái biết bệnh mà ngã thì bác bảo kê đơn đi mua thuốc, ở hôm qua mua thuốc thế nào 700 mấy, 800, 700 mấy, 700 mấy. À. Nên là sợ uống là ba lần thì thấy cũng con người nó thấy cái khó thở là khó đỡ thở hơn, nó đỡ hơn. À. Có cái đau thì vẫn đau, vẫn thấy đau. Thế không ở nhà nghỉ ngơi thì đã vừa về đã lại ra đây làm luôn. Nếu không làm thì gọi là không ai thay thế được. Vâng, là... cả xóm chắc không ai biết làm cái này. Vâng, có biết có người biết không? Cũng không có luôn đấy, gọi là hạt thế xì và tháo này không có luôn đấy. À. Vâng. Nên là mỗi cũng may mắn là gặp được bác này là cũng tay sách nách mang luôn. Nói chung là đa năng cái này thì các em cũng rất là cảm thấy rất là vui. Nhờ được rất là nhiều việc luôn đấy, chỗ trưởng thôn già làm gần như là 100% luôn đấy bác ấy. Ừ, anh đang nói với anh nếu mà cái gì làm được làm luôn, không trông chờ đâu. Trông chờ không xong việc được. Nên là anh bảo thôi, cứ đưa đấy một tí là hàn luôn đấy. Ừ. Nói bảo em cậu này bảo có ngửa được không được, mà ngồi trong này ngửa một tí hàn luôn được. Ừ. Thì bảo thiếu một tí hàn lốt cái này chung là chờ về là lắp luôn thôi. Bây giờ là mình đang chở cái doang này về là lắp luôn hả? Chỉ mua cái thứ nhỏ mà phải chạy ra huyện. Ui, ở đây ra huyện cả mất mấy tiếng rồi đấy. Ừ, mất khoảng hơn 2 tiếng ấy. Anh ơi, dây này dây dự án mình đây phải không? À kia chứ. À đúng rồi, kia đấy, kia. Gần dây này dây máy hàn. Dây máy hàn dây kia. Nhưng mà cũng to ngang nhau đấy. To hơn, dây kia to hơn một tí. To hơn đấy. Đây, dây kia to hơn. À đấy. Vâng, dây này to hơn. Đây bác cứ hàn đấy. Dây kia dây xịn đấy, nói chung là cô ẩn danh cô bảo là không mua thì thôi, đã mua mình phải mua to hẳn mà đúng nó rồi, xịn rồi. Hẳn thì nó mới khỏe được, nó mới kéo được ấy. Thế bác lại tiếp tục công việc này. Ông với đài mình hả lý này? Tại vì sao nó rất là lý rồi. Mình có đài mình mà. Đúng rồi, một thì hai đứa thì chỉ phụ là đấy. Bắt đầu thế này. Anh em có giúp được gì không hả anh Giá? Dạ. Cần giúp cái gì không? Đây ạ. À? Ừ, vâng. Cần làm cái gì thì anh em cùng nhau hộ cho nhanh ấy. Không hộ được cái gì đó. Không. toàn cầm tay à, toàn đấy hết à? Vâng, người làm người phải đứng xem thôi. Có tí giúp tí đi giúp cái máy anh là được. Đấy nhà đó. Cái này là vào đợt trước mình mua là bao nhiêu anh nhỉ? 18 triệu rưỡi nhỉ? Cả bộ ấy. À đúng rồi. 18 triệu rưỡi. Lâu rồi.
18 triệu rưỡi là cả sang chứ, đủ sang bộ luôn, đầy đủ hết đấy. Bộ luôn đấy. Vâng. Bây giờ cái gì lên lo. Bây giờ lên cái gì cũng lên kinh khủng lắm anh ạ. Hôm kia, hôm qua đi khám, xong chị đi hỏi mua một cái máy bơm, máy rửa xe sách tạ, rửa xe mini để anh rửa cái, các bát sát xong là anh xì qua cái nhà nó, nhưng mà nó trước kia thì thường là 900 nghìn, bây giờ lên tầm 1,6 triệu đó, anh không mua nó. Đắt thế nhỉ? Vâng, cái gì bây giờ lên giá, cái gì lên giá, công nhận thật. Kiểu gì giá nhiều hơn, xong là một số người đóng cửa. Nhưng mà dịch thế lấy ra người ta phải giảm bớt đi mới đúng chứ, đúng không? Dịch cái này thì lại còn còn lên giá thế thì cũng mà dân chết à? Thế hôm qua xăng dầu lên là mấy, xuống là mấy đồng? Xuống rồi, xăng dầu hôm nọ lên kinh khủng thật. Lấy 2 phi vào 9 triệu, 9 triệu 200 mấy nhỉ? Cũng lâu lâu rồi. Đây này, dẫn cô chú về đây xem mua qua một chút về cái dự án sắp tới. Đây. Đây là cái dự án sắp tới của kênh nhé. Hiện tại thì mình đã sắm đầy đủ hết cái dây này rồi. Đây là cái phần quà của một cô ẩn danh ở bên Mỹ. Thì cô có gửi ủng hộ ấy. Chỗ nhà em lúa này trước là cô có ủng hộ là 15 triệu 500 ngàn đồng. Đó là cả về cái khoản mình phải nói là cả cái khoản mua cái tủ lạnh ấy. Thì sau đó ấy, thì do là em lúa không thể câu mắc thêm được một nhà nào mà kiểu là lúc trước là cũng đã họp qua khi mà bà con kéo về gần nhà em lúa ấy. Lúc đấy em lúa là cũng không có điều kiện để mà chung tiền. Nên là sau này em lúa định bảo là thôi chung thêm của em lúa kéo xuống chung cái đường dây đấy nhưng mà người ta không cho ấy. Nên là cô thấy vậy nên là sợ là điện yếu các thứ ấy. Nên cô có dặn mình là sẽ mua những cái dây mà cô không đầu tư thôi, đã đầu tư là phải mua cái dây nó như thế này thì nó mới chắc chắn. Thì hôm nay là con đã mua, tuy nhiên là hiện tại cái dự án đấy là đang bị chậm trễ lại một chút thì cũng kính mong là cô thông cảm. Còn đây là cái đường dây đây là cho cô xem qua trước một tí thôi. Nói chung là đến hôm kéo điện thì chắc rằng là em cũng sẽ đến và chia sẻ cho mọi người nắm được. Ra đây là mượn trước. Đây là trưởng thôn già là bác ấy là bác mượn kéo về đây. Cuộn mới luôn đấy, 200 mét. Vâng, 200 mét, hai này là dây dài 20-10. Đây, dài 20-10, số 20-10 đâu nhỉ? Đây đúng rồi. Đây. 20-10. 20-10, 2C như 10, đây là 210. Giá anh không nhớ, nhớ á chừng là 20 mấy nghìn, 28 là 30 nghìn đấy. Giá? Giá cả của nó là cái này là 20 mấy nghìn. Dây kéo vào trong nhà thôi. Không phải dây kéo xa, đây là dây kéo tách từ dây 48.000 là dây nào? Dây kia là dây 2x50, dây to. Dây to còn to hơn đây nữa đúng không? Cái này mà nó dây to. Kiểu 2x70 à đâu? Đúng là 2x70. Hôm nọ em còn chưa lấy về mấy cục rồi nhưng chưa kiểm tra, còn đây là dây kéo về nhà thôi đấy. Kéo tách cái gọi là tách từ tổng ấy. Tách từ dây đưa dây tổng về. Ví dụ nhà nào xa thì chỗ xa, nhà nào gần cho kiểu đấy. Đấy là dây 20-10. Còn cái kia là còn to hơn cái này. To cái này đúng không? Thế chả gần gấp đôi cái này anh. Sáng nay vừa mượn thôi, tức là anh mới mượn được, không ai mượn được đâu. Nói chung là cũng chuẩn bị hết rồi. Nói chung là dây kéo vào trong nhà như thế này em thấy là quá ổn rồi. Nói chung là nhưng mà cứ chương trình này là phải đợi qua một thời gian. Chắc là cũng dịch nó bớt ấy. Thì trên xã họ mới bắt đầu là gia công thì mình cái này không phải là dân tự phát được. Về đường điện này nó liên quan đến nhiều thứ các bác ạ. Nên là vẫn phải đợi. Bác già vẫn đang cố gắng là hòa hàn xị. Sao cái ở đây đá này đợt này nó ăn nốt cái này như gì đấy các bác ạ. Có khả năng là do mình nghiền cái bột lỗ sáu này. Đâm ra là nó rất tốn về cây búa này. Búa này em mua 50.000 một cái. Nhưng mà em nghĩ là nếu như mình mua cái này nó phải tầm 100.000 đến 90. Nhưng mà loại này thì nó rõ ràng nhìn nó khác hoàn toàn rồi. Một loại thì khoảng tầm 2 phân, còn một loại thì khoảng tầm 3 phân. Nó sẽ nhìn nó dày hơn. Có khả năng là lần sau em không mua cái loại này nữa. Nó rẻ hơn một tí tiền nhưng mà thực ra cái công suất làm việc của nó thì nó thua hẳn cái này các bác ạ. Cái này thì nó rơi vào tầm cho là 7 ngày đến 10 ngày thì nó mới bắt đầu là hỏng đến một bộ. Còn cái này thì văng khoảng tầm 3 hôm thì nó đã mòn đi hết như thế này này. Nhưng mà cái này là còn có cái để lâu lắm rồi đấy. Hôm nay là các bác đang lấy ra đây để mà chuẩn bị nghiền thêm cái nhà cuối cùng này cho nó xong đi. Và là nốt nhà này là cái hộ cuối cùng, không còn thêm hộ nào nữa đấy. Ở trên phiên bung ấy là còn một hộ thôi, còn một hộ. Còn đâu là ở phía bên dưới thôn của Bí Thư Lành là có 3 hộ hiện tại là
Có lẽ là ngày trong nay mai là cũng sẽ nghiền bột đá luôn, thì có gì em sẽ cập nhật kịp thời cho mọi người cùng nắm rõ. Còn hôm nay là mình chủ yếu là vào hỏi thăm sức khỏe chỗ trưởng thôn già, cũng như là xem máy móc các thứ nó sửa chữa như thế nào, với lại cập nhật thêm cái số tiền các mạnh thường quân khi em sử dụng vào. Thì mình nói có sách máy có trứng, thì hôm nay là mình cũng có mua cái đồ đạc để sửa máy. Em đưa trực tiếp tiền cho một em nằm ở trong cái dự án này đi ra huyện. Gọi điện cho em ấy thì em cũng không biết là gọi là thiếu cái gì nhiều ấy. Em ấy là tự ra ngoài đấy em mua sắm về, gọi là hết đi 920.000 đồng. Thì hôm nay em cập nhật nhá, cập nhật thêm là một can dầu dầu nhớt để đổ vào máy nữa. Trước là 450, nhưng mà thực tế bây giờ là 650.000 rồi. Cái gì cũng lên thật. Nên là hôm nay em cập nhật thêm về cái chỗ khoản chi tiêu danh sách làm cái dự án 14 hộ đấy, là thêm hai món đấy nữa của bác ạ. Nói chung là cái dự án này thì cũng được rất là nhiều cô chú anh chị nói là cũng khá là nhân văn. Nói chung là mình cũng rất là vui khi mà được cộng tác với lại các mạnh thường quân. Đến thời điểm này thì kênh của em cũng đang trên đà gọi là tương đối phát triển. Cũng kính mong là thời gian sắp tới mọi người tiếp tục đồng hành với lại kênh em nhiều hơn nữa. Cái bên trong này chả chấm luôn à anh? Dạ. Bên cái chỗ bị gãy này này, có chấm tí nào? Này này. Chỗ này à? Vâng. Em cái thấy... này thì ở chỗ này hàn luôn. Hàn luôn đấy. Vâng, tí nó kêu ca to. Ơi nhỉ, không để ý cái này thật chứ. Đấy. Chấm mấy cái cho nó gọi là chấm đỡ. Vâng. Có anh làm cái này đỡ bà con đỡ bao nhiêu việc ấy, không vâng. Không thì cái gì cũng phải thuê anh ạ. Đúng rồi, không là cái gì cũng phải thuê đấy. Điện đấy thoải mái khỏe anh nhỉ? Đấy, khỏe luôn đấy. Nói chung chạy máy đóng gạch đấy thoải mái chứ? Ba phát thoải mái luôn mà. Anh bảo là cái thùng kia là để chỗ nào đấy anh? Dạ. Cái thùng ấy để. Đấy ạ. Vâng. Ở trong nhà anh ấy. Trong nhà mới đấy à? Vâng, đường nhà mới, nhà đấy, đang nhà đã làm ấy. À. Sáng nay chú lúa trở vào trong nhà kia đấy. Vâng. Chú lúa sáng nay trở vào em? Vâng, trở vào. Ừ. Đi vào cập nhật qua một tí cho mọi người. Thùng này cục sắt đặt đấy, thế nào đặt là cũng đúng thôi. Mua được khá là nhiều đồ. Nói chung là trong nghề thì mới biết thôi. Em chịu. Nhà anh hôm nay chắc là bắn đốt ra 2 tấm tôn kia là hết rồi đấy nhỉ? Vâng, đã làm rồi đấy. Ừ, xong về phần mái. Vâng. Còn xây kia là khả năng là các bác thợ tự làm thôi chứ? Làm đúng rồi. Hay là anh cũng các bác thợ làm nhưng anh cũng phải ở để xem đúng không? Vâng. Xem là người ta làm có được hay không thì như thế. Vâng. Nói chung các bác làm thì cũng yên tâm thôi. Ừ. Anh lập xong cái máy là anh thử nói đi cùng anh em được. Ừ. Hôm nay anh cũng thắc mắc suốt bảo là đi là để làm nhà riêng mình ấy, đâm ra là không có thời gian đi cùng anh em. Cũng ngại, anh cứ tự bảo thế nhưng không sao đâu, nhà mình cũng đang có việc này thì cứ cố gắng chạy cho xong đã. Thôi anh ấy đi, xong rồi em phi về chỗ nhà anh qua xem qua nhà anh một tí, xong rồi em cập nhật luôn cái thùng dầu ấy nhá. Dạ. Vâng. Anh cũng xong luôn. Trên Hà Nội đấy thôi gì? Vâng. Em về trước một tí thế. Vâng. Hiện tại thì em đã có mặt tại chỗ nhà anh trưởng thôn già rồi các bác ạ. Đây chắc là dây điện cũ của người ta hay kiểu gì đây? Đây, dây điện bà con bình thường là kéo như thế này thôi. Các bác ạ, bé như thế. Nhưng mà dây của anh em mình lấy thì cái dây kia. Bằng cái này à?
To đâu, to bằng bằng cái nào của mình đây cơ mà, của mình đây cơ mà, bằng bằng nào em? Đây đây, chả to hơn là gấp mấy lần à? Ô em đừng kéo, anh già anh đấu vào đấy. Không động á? Không động à? Tí anh ở ngoài kia không có điện anh lại kêu. Cái thùng ấy đâu vậy? Đây trong căn nhà chỗ nhà anh già đây này các bạn. Bây giờ nhà chưa xong, đâm ra là lộn xộn lắm các bác thợ. Mấy hôm nay anh đang nghỉ, anh thiết kế thêm một cái ấy này, cái cửa sổ. Em bảo cái thùng kia đâu, trở về để đâu? Xách về đấy, xách về đấy để cho cập nhật cho các cô các bác xem. Đây bếp đây, ra nhà bếp đây các bác nhé. Bếp nó cũng khá là tương tất rồi. Chỗ này anh ra anh làm cái cửa sổ đây này. Anh ấy để này không chát chỗ này đâu, mai mốt đập làm cái cửa sổ ở đây các bác ạ. Cái cửa sổ bé bé thôi. Nói chung là để cho cái không gian chỗ nhà bếp này nó được thông thoáng hơn đấy. Đây đậu, quán nhà đậu. Mua quán nhà đậu. Đây không phải dầu. Hả? Chưa cắt này. Ừ, cắt cái này xong là mở đó. Mới thì cái này mới, nếu mà chưa ấy thì thôi. Mở à? Có mở không? Chứ mở thì cứ mở ra đi. Mở đi. Cho các bác anh chị thấy. Dễ. Chưa bóc tem đúng không? Không được. Ừ. À, nó có một cái gen ấy đây. Cái kia chụp vào đây. Đây, cái này là dầu của máy các bác ạ. Người ta bảo là lấy dầu thải cũng được, nhưng mà mình thấy cảm giác như là mình dùng sử dụng nhiều ấy. Những cái máy người ta cũng không hề sử dụng được nhiều như máy mình dùng liên tù tì thế này, thì mình phải lấy cái loại nào nó chất lượng hơn một tí. Đấy. Hôm nay là cập nhật cho các bác anh chị là như thế này. Còn máy kia bây giờ hiện tại là còn mỗi nhà kia là chưa nghiền thôi các bác ạ. Sau khi nhà đấy nghiền xong ấy thì còn bao nhiêu thì giữ lại cái này, cái này xoáy kiểu gì nhỉ? À, còn bao nhiêu thì mình sẽ giữ lại cái này để những thôn dưới nữa, vẫn còn mấy hộ nữa. Nói chung dự án này thì khá là mừng khi được rất là nhiều cô chú anh chị tin tưởng. Đấy, bây giờ là cũng xong xuôi rồi các bác ạ. Chắc là khả năng là cũng không có cái gì đâu. Nhà anh già thì hôm nay không có ai làm, cũng không có cái gì để chia sẻ. Có lẽ là mấy anh em cũng xin phép là ra về, bây giờ cũng chiều tối rồi. À, không phải là ra về mà đi thêm những cái hoàn cảnh khác ấy, những khu vực khác để mà chia sẻ cho các bác anh chị biết nữa. Còn bây giờ thì chắc là anh em mình cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác anh chị những số tiếp theo. Bye bye.